tiểu sử Cường Hổ, đại ca thuộc thế hệ mới tại đất Hà Thành. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh OV Đại Bàng. Cường Hổ được coi là một đại ca có máu mặt thuộc thế hệ mới tại đất Hà Thành và chỉ vì món nợ 10 triệu đồng, nhưng để giữ số má trong nghề làm bóng, anh ta không thể làm ngơ trước lời khiêu khích của đối phương và ra tay tàn sát tàn nhẫn. Hôm nay, hãy cùng OV Đại Bàng tìm hiểu về đại ca này nhé. Cường Hổ tên thật là Đồng Cao Cường, sinh năm 1983 ở Bắc Ninh, nhưng đã lang thang giặt dẹo ở Hà Nội cả chục năm nay. Mũ lưỡi chai, áo sơ mi hoa, dây xích vàng đeo cổ, thời trang nhìn cái nhận ra liền của đám bóng bánh lô đề. Cường Hổ ngồi ở trụ sở 5 năm Lý Thường Kiệt, bé nhỏ, gầy gò, nhìn không giống hổ lắm, nhưng gương mặt gã thì khá lì lợm, đôi mắt luôn rực lên những tia nhìn rất khó chịu về phía người đối diện giết người để giữ số. Dạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2011, chị Nguyễn Thị L sinh năm 1991 đang đi trên xe taxi đến phố xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo, dùng súng hoa cải bắn vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Tài xế taxi cũng bị trúng đạn và trọng thương. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến băng nhóm xã hội Đại tá Nguyễn Đức Trung, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo sát sao các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án. Trong đó, các trinh sát của phòng truy nã tội phạm cũng được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng gây án và đối tượng có liên quan. Ba đối tượng đầu tiên được cơ quan điều tra xác định là thủ phạm chính trong vụ giết người gồm Đồng Cao Cường, tức Cường Hổ, sinh năm 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nguyễn Mạnh Cường, tức Cường Móm, sinh năm 1989 ở quận Lê Trân, Hải Phòng và Lưu Quang Đức, sinh năm 1987 ở Duy Tiên, Hà Nam. Trao đổi với phóng viên báo người đưa tin, một cán bộ phòng truy nã tội phạm cho biết, ngày 1 tháng 5 năm 2011, chúng tôi tiếp cận được một số thông tin quan trọng về Lưu Quang Đức. Ở vụ án này, Đức chính là nguyên nhân dẫn đến có vụ nổ súng trên. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát cho thấy trong cuộc truy sát ở phố xã Đàn, Đức không phải là kẻ nổ súng. Vì thế chúng tôi quyết định kêu gọi gia đình vận động Đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát biết được Đức có điện thoại về nhà kể lại chuyện mình vừa gây ra với giọng rất hoang mang hoảng sợ. Hắn nói đang rất cần tiền để trốn sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát truy nã biết được Đức đang ở khu vực Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đêm 4 tháng 5 năm 2011, một tổ công tác đã từ Hà Nội đi Quảng Ninh, phối hợp với công an huyện Đông Triều ra soát khắp địa bàn nghi vấn nhưng không đạt kết quả. Song song với việc truy tìm đối tượng, các anh cũng tiếp tục hướng dẫn gia đình tìm mọi cách bắt liên lạc với Đức, kêu gọi hắn ra đầu thú. Đến sáng ngày 5 tháng 5, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến phòng truy nã. Ở đầu dây bên kia giọng nói rất nhỏ, có vẻ sợ sệt: "Cháu là Đức đây ạ, các chú cho cháu ra đầu thú." Vậy là đến 19 giờ cùng ngày, Lưu Quang Đức đã được các trinh sát đón đưa về trụ sở phòng truy nã công an thành phố Hà Nội tại 55 Lý Thường Kiệt. Khai thác nóng đối tượng, Đức khai là đàn em của Cường Hổ, một tay anh chị có móng mặt tại đất Hà Thành. Cường Hổ nổi danh trong lĩnh vực đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. Dưới chướng đại ca này luôn có hàng chục đàn em, bọn chúng có một nơi để cất giấu vũ khí mà chúng vẫn thường gọi là kho. Trong kho thường có 3 khẩu súng hoa cải, rất nhiều các loại giáo mát, giao kiếm dùng khi xung trận. Theo lời khai của Đức, thông qua Cường Móm, cũng là đàn em của Cường Hổ, Đức quen biết với chị Nguyễn Thị Lờ khoảng 3 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Chị Lờ mới đi tù về, nhiều lần Đức rủ chị Lờ và đám bạn đi chơi. Quá trình đó, chị Lờ có ngỏ ý muốn vay 10 triệu đồng để chi tiêu, nhưng Đức không có tiền, nên đã đứng ra bảo lãnh cho chị Lờ vay tiền của đại ca mình là Cường Hổ. Sau khi biết chị L không có khả năng trả nợ, Đức liên tục nhắn tin đòi tiền, đe dọa, chửi bới qua điện thoại. Chị L không báo công an để ngăn chặn tình huống xấu có thể xảy ra. Mà đêm 28, dạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 2011, chị L lại rủ đám bạn xã hội của mình hẹn nhóm của Đức ra phố xã Đản nói chuyện, giải quyết việc nợ nần. Qua một người bạn của chị L, Đức biết được nhóm của chị có mang theo súng. Nhận được lời nghênh chiến, Đức điện thoại cho đại ca Cường Hổ thông báo sự việc. Để khẳng định vị thế của mình trong giới giang hồ, Cường Hồ liên dẫn theo đám đàn em gồm khoảng 7 đối tượng ra điểm hẹn, mang theo 3 khẩu súng hoa cải, đào, mã tấu. Đức chỉ đi theo làm nhiệm vụ lái xe là chính, khi nào đại ca cần gọi hỗ trợ thì mới ra tay. Trong khi đó Cường Hổ, Cường Móm và Đỗ Đình Tài mỗi tên cầm một khẩu súng. Khi phát hiện nhóm của chị L đi xe taxi, các đối tượng đã đuổi theo truy sát, dùng bắn súng, dao, kiếm chém vỡ toàn bộ kính xe và bắn 3 phát đạn vào trong xe. Cường móm nổ phát súng đầu tiên, tiếp đó là cường hổ và tài chốt hạ phát cuối cùng. Biết chị L đã chết, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn. Mành mối ban đầu Sau khi ra đầu thú, đến 22 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2011, Đức mới khai hắn đã trốn cùng cường hổ và cường móm xuống thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bọn chúng có kế hoạch sẽ tiếp tục trốn sang Trung Quốc Tuy nhiên việc trốn như thế nào thì Cường hổ và Cường móm không nói nhiều cho Đức biết. Chiều mùng 4 tháng 5, hai tên Cường đã rủ nhau ra ngoài, nói là đi gom tiền để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Vì thế sáng hôm sau, tức ngày mùng 5 tháng 5, Đức cũng điện thoại về nhà xin tiền và được người thân động viên ra đầu thú. Từ những thông tin quý giá đó, lập tức 22 giờ đêm ngày 5 tháng 5 năm 2011, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, trưởng phòng truy nã đã chỉ đạo một tổ công tác khoảng 10 cán bộ do Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Phòng, trực tiếp chỉ huy đi Quảng Ninh bắt tội phạm. Đêm đó trời mưa như chút nước, ba chiếc ô tô lầm lũi xuất phát từ số 55 Lý Thường Kiệt, rẽ từng vạt nước, khuất dần trong bóng đêm. Tại thị trấn Mạo Khê, lúc này là một giờ sáng, tất cả đều rất yên tĩnh. Tổ công tác mới sực nhớ ra, từ chiều hôm trước, chưa ai có gì vào bụng. Đón Đức về trụ sở là khai thác nóng luôn đối tượng, đến 22 giờ thì vội vã đi luôn. Thường anh em, thượng tá phạm ngọc anh bảo lái xe để ý xem ven đường có quán ăn nào thì rẽ vào gọi chút đồ ăn lót dạ thế nhưng ở nơi hẻo lánh này một giờ sáng tìm mỏi mắt không có hàng quán nào mở cửa các trinh sát đành để bụng đói bắt tay ngay vào công việc nghĩ đến nhiệm vụ phía trước các anh quên hết cả mệt nhọc trời tối lại lạ địa bàn các anh phải nhờ đến công an huyện đông triều phối hợp cùng giả soát hôm đó tên đức cũng được đưa đi cùng để xác định địa điểm tuy nhiên vì trời tối quá Lối rẽ thì rất nhiều, lại cộng thêm nước mưa lõm bõm tràn hết lên cả mặt đường, khiến hắn cũng không thể xác định được lối đi. Suốt hơn một tiếng lần mò, cuối cùng các anh cũng tìm được địa chỉ nơi các đối tượng ẩn náu. Đó là một ngôi nhà xây theo kiểu trang trại, nằm sát bên cạnh núi, ước chừng cả trang trại rộng khoảng 6.000m2. Xung quanh được quây kín bằng tường bao cao trên 2m và chỉ có một cửa ra vào. Trong vườn, cây cối mọc um tùm, đứng ở bên ngoài, không thể quan sát được vào bên trong. Chỉ cần tiếng động nhỏ là chó sủa inh om cả xóm làng, rất dễ gây động. Theo Đức miêu tả, gia đình chủ nhà ở gian nhà chính, còn hai tên Cường ngủ trong gian nhà ngang mái bằng liền kề. Lệnh của Thượng tá Ngọc Anh là ém quân, bao vây ngôi nhà, chờ trời sáng mới tiếp tục hành động. Lúc này, trời cũng vừa ngớt mưa, không khí rất ẩm thấp, mũi nhiều như châu chấu, chúng bay chan chát vào mặt, không ai bảo ai, mỗi người đều nhanh chóng trở vào vị trí của mình theo dõi mọi gì biến động diễn ra quanh ngôi nhà bí ẩn đó, chờ trời sáng để tấn công. Chiều ngày 6 tháng 5, Cường Hổ bị bắt khi đang thương lượng về phí dẫn đường sang Trung Quốc với một người dân trong xe taxi gần cầu Ca Long. Ngay sau đó, Cường Móm cũng bị bắt giữ khi đang đọc báo điện tử tại phòng 309 khách sạn Khe Tràng. Để có giấy tờ thuê phòng, hai kẻ này đã dụ hai gái mại dâm lên khách sạn vui vẻ, dùng chứng minh nhân dân của họ thuê hai phòng nghỉ, sau đó trả tiền một phòng, còn một cái để ở nghẹn ngào khi nhắc đến vợ con. 10 năm lang thang ở Hà Nội, ban đầu Cường Hồ cũng chỉ làm chân điếu đóm, sai vặt cho các anh là chính, tức là đi thu tiền bóng bánh lô đề, cũng bị các anh đánh, bắt nạt không biết bao nhiêu trận, bằng chứng là những vết sẹo còn nguyên trên đầu, nuôi ý chí làm anh. Cường củng cố kinh tế, lực lượng, đến khi đủ lông đủ cánh mới tách ra làm riêng chỉ vài năm nay. Ba thằng em, Long, Đức, Cường Móm, hàng ngày cũng lại làm cái việc trước đây Cường Hổ từng làm. Cuối giờ chiều đi gom tiền, đi đòi nợ, khi con bạc chơi bừa không chịu trả cho cường, em mất bao nhiêu năm mới ngoi lên được hàng anh, chứ trước đây cũng làm em suốt. Cái gì cũng có giá của nó chị ạ. À. 10 triệu không là cái gì khiến em phải xuống đường. Em có thể kiếm nhiều tiền hơn thế, nhưng bọn nó thách thức, rủ đánh nhau. Nó gọi vào máy thằng cường móm trêu, anh cường ơi, bọn anh gấu lắm, bọn em sợ không dám ra. Bọn anh chỉ bắt nạt phụ nữ thôi. Sau đó nó lại rủ ra xã đàn chưa kịp trả lời nó đã nói mày không ra thì tao ra giang hồ sợ gì nhất tất nhiên là sợ bị phá giá một khi không còn giá nữa thì còn lâu mới có thể làm nghề bóng số cho vay nặng lãi bởi phải có kẻ nề sợ dưới bất kỳ hình thức nào mới có khả năng đòi tiền em đi thế này nhiều đứa mừng lắm chúng nó còn nợ tiền em mà thế này là coi như mất trắng xem ra sau vụ lấy số rất là vớ vẩn này cương hồ mất nhiều hơn được nhỉ Tôi nói điều ấy với Cường, hắn trầm ngâm. "Đời em ra xã hội sớm, em vẫn nghĩ mất tiền là cái mất nhẹ nhàng nhất. Em luôn bảo với mấy đứa em, làm gì thì làm, đừng để anh mất nhiều cái. Anh là anh chúng nó, nó làm gì, gây hậu quả gì thì em cũng phải là người có trách nhiệm. Vụ này em thương chúng nó lắm, nó sợ bị em mắng vì không đòi được 10 triệu, nhưng thực ra em không nghĩ đến việc ấy. Em cay là bọn kia láo quá. Đến bây giờ em cũng đã biết mặt cái Liên." cũng như mấy thằng bạn của nó đâu. Sinh năm 1983 nhưng Cường đã có hai đời vợ. Cô vợ đầu sinh cho anh ta một cô con gái rồi có lẽ vì không chịu nổi người chồng làm cái nghề mặt trái của xã hội. Hơn nữa lại vợ nọ con kia nên cách đây 6 tháng cô vợ này đã bỏ đi để lại đứa con gái cho ông bà nội nuôi. Cô vợ hai sống với Cường Hổ trước khi anh ta bị bắt hiện đang mang bầu tháng cuối. Nhắc tới cô vợ này giọng Cường nghẹn lại mắt anh ta ngân ngấn nước em thương vợ em lắm sắp sinh con rồi chẳng biết có ai chăm sóc không bố mẹ vợ em không đồng ý cho hai đứa lấy nhau ông bà phản đối trước đây còn ngăn cản không cho chúng em gặp nhau bây giờ em đi rồi vợ em bơ vơ em đặt tên cho con trai chưa tôi hỏi rồi ạ à, bọn em đặt tên cháu là phong giọng cường hổ lại nghẹn lại rồi anh ta nhìn đồng chí nguyễn ngọc anh phó phòng cảnh sát truy nã tội phạm khẩn khoản chú ơi vợ cháu sắp đẻ rồi Chú cho cháu gặp vợ cháu mấy phút Nhìn cương hổ lúc này Chợt thấy tội tội Anh ta đã đánh mất nhiều thứ Không chỉ là 10 triệu đồng cho liên vay Và gần 1 tỷ đồng tiền nợ không đòi được Cậu bé Phong sẽ chào đời Trong một ngày không xa Hy vọng nó sẽ là cơn gió mát Cứu rỗi cuộc đời tội lỗi của bố nó Hình phạt đích đáng Hậu quả của vụ thanh toán này Khiến chị Liên chết ngay tại chỗ Với hàng chục mảnh kim loại găm vào người Nguyên nhân chết được xác định là vỡ và khuyết xương sọ do hỏa khí dập nát não. Anh Bùi Mạnh Quân trú ở quận Hoàn Kiếm lái xe taxi bị trọng thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 15%. Chiếc xe ô tô của anh Quân cũng bị hư hỏng nặng. Tại phiên tòa, 10 bị cáo, trong đó có 3 đối tượng thuộc nhóm của Quang Anh, bị truy tố về tội giết người đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng. Riêng Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, chú ở tập thể Mai Hương, quận Hai Bà Trưng thuộc nhóm Quang Anh, cho rằng chỉ bắn lên trời nhằm ngăn chặn nhóm đối phương không tiếp tục nổ súng nữa và súng của đối phương bị xịt. Ngoài ra, bị cáo này còn trình bày tổng cộng nhóm Cường Hổ đã bắn 6 phát vào xe ô tô, trong đó có một phát trúng đầu chị Liên. Tuy nhiên, một phần lời khai này đã bị đại diện Viện Kiểm soát bác bỏ. Một số đối tượng trong nhóm Cường Hổ và ngay cả đồng bọn của đối tượng cũng chỉ ra rằng Phạm Thanh Tùng chĩa thẳng súng vào nhóm Cường Hổ bóp cò. Đỗ Đình Tài thì phản cung khi trình bày chỉ bắn bừa vào xe ô tô nên không rõ có bắn trúng chị Liên hay không. Sau khi xem xét tất cả các chứng cứ, tài liệu, lời khai và tranh luận tại tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm khẳng định truy tố của Viện Kiểm soát là đúng người, đúng tội. Vào cuối giờ chiều ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Đình Tài tử hình, Đồng Cao Cường và Nguyễn Mạnh Cường cùng mức án trung thân. Ở nhóm thứ hai, Nguyễn Quang và Phạm Thanh Tùng cùng phải nhận 20 năm tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 18 tháng tù đến 16 năm tù về các tội giết người, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm. Trên đây là video tiểu sử Cường Hổ, đại ca thuộc thế hệ mới tại đất Hà Thành. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.